mấy con gà này tôi chuột. À đây, đi chơi lên mình đây. Ui, sao mày chơi được mấy game điện thoại ngày xưa thế? Chuyện. Tao chơi với. Không. Thì mày cứ chơi với mình đi. Mấy cái này được vài game chơi cũng không bóp công tao. Vài game? 3.500 game. Đây mới chỉ là bản 32GB thôi. Bản 64GB 10.000 game kìa. Ôi thế máy này có game con trai không? Máy chơi game stick 4K của tao á. Có cả con trai này, Kamen Rider này, Ramon Lùm này. Trời ơi. Đứa nào thua phải nói cha ơi con nhục nha. Mày lão là anh. Chuẩn bị kêu cha ơi con nhục đi. Xong đời mày rồi anh ơi. Vô ảnh chảo. Ê, TV bị sao đấy? Chắc nó bị chập rồi, để tao mang đi sửa. Trời ơi, thắng rồi mày. Thế thôi hôm sau đến tiếp nhá. Bình thường nó chơi liên minh ngu mà sao mấy game này nó pro thế nhỉ? Hôm nay anh không chơi game nữa em vui lắm á. Sao anh không chơi game nữa vậy? Chơi con khỉ. Nhà bao nhiêu việc tự nhiên kéo đi du lịch làm sao chơi? Không nói nhiều. Nhưng ngày hôm nay đi du lịch, em muốn anh thề. Thế gì? Thề không chơi game nữa. Mắc gì? Có thề không? Không. Anh đùa đấy. Anh thề là từ nãy anh không chơi game nữa. Anh thay đồ nhanh lên để đi chơi. Em xuống lít nước đã. Án ơi, anh đang chơi game hả? Không, anh đang quay cái kênh vì sao em phải khóc á. Đi thay đồ nhanh. Đừng có biết ganh không mày. Bực mình thiệt chứ. Anh ơi, lấy giúp em chai nước rửa chén đi. Em ơi, tính ra em với cái tay cả là em lấy được luôn á. Có đi không? Anh ơi, anh giúp em uống nước chứ. Ủa em ơi, em đang tự uống nước được mà. Đi không? Anh ơi, anh lấy giùm. Anh xin em đây. Em có thể cho anh leo ra một cách bình yên không ai làm phiền được không? Được. Mày mà có cái điện thoại